Hello mọi người nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với fan của tôi. Chủ sao hôm nay cái tay tôi bị gì nữa rồi, trời ơi. Thôi bạn, ok bây giờ mình sẽ vô phần điện thoại, mình sẽ bấm vào phần bạn bè đây để cho mọi người xem. Ai cha cha, đâu rồi, đây rồi, đây rồi các bạn ơi. Cha cha, rồi các bạn ơi, thì ngày hôm nay thì mình sẽ giả sếp mận nha mọi người. Ok, thì mình sẽ giả sếp mận và đi chơi tứ lùng tùng rồi coi để mọi người sẽ phản ứng như thế nào nha mọi người. Đấy, thế là mình là phe ke, kiểu như là mình phe ke anh sếp mận đấy các bạn. Đấy, ui dù sao hôm nay cái con người của tôi nó bị gì vậy? Ui, hơi lẹ anh nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào tháp vô cực cho mọi người ơi. Ủa, khoan, tôi để xem. Ủa, alo, tại sao tôi lại đi, tôi tại sao mình đi ngược không nhìn phía trước, what the nani. Ok, đi ngược được luôn các bạn ơi, thế là mình đi lùi được. Có người các bạn ơi. Ui bạn gì đây? Bạn Ly các bạn ơi. Ok để mình hỏi bạn ấy thử là bạn này có biết anh sếp mận không nha. Biết mình là ai không nè. Liệu bạn này có biết sếp mận là ai không? Gì đấy? Không à. Bây giờ thì mình sẽ vô tháp vô cực để coi phản ứng của những người trong đấy khi thấy cái tên mình xếp mầm nha mọi người, và coi thử mọi người phản ứng khi như nào khi cái tên xếp mầm đứng hạng một trong tháp vô cực nha mọi người. Mà không biết anh xếp mầm có biết cái đang xem clip của mình không nhờ. Nếu mà anh có đang xem thì anh đừng quên bình luận phía dưới nha. Rồi thì mọi người thấy clip này hay thì đừng quên để lại cho ba anh mình một đăng ký kênh nha mọi người ơi. Ôi vô rồi các bạn ơi, vô rồi các bạn ơi. Hay không biết quán sáu cái đua cùng mình không ta. Ai chà chà chà. Mà cái gì đây? Có người các bạn ơi, tôi này. Được các bạn ơi, thế là có người là gà đua được rồi các bạn ơi. Ui sắp hết thời gian rồi, chuẩn bị đua với bạn này nha, không biết bạn này sẽ như thế nào đây. Làm gì đấy? Ai cha cha, bắt đầu chạy các bạn ơi. Ui, trời khác thế nha. Ai cha cha, ok vào đây bạn ơi. Ui, hình như bạn kia kìa, bạn hồi nãy kêu mà tiêu tôi kìa. Rồi ghê gớm rồi bạn ơi, thôi toang rồi. Ui, bạn này đi bằng mình luôn này. Ok. Hay nhờ. Ui, hay nhờ. Ok không sao, bây giờ mình cố gắng lấy hạng một nha mọi người. Ui bạn này có vẻ hay đấy. Ok rồi, gặp cái mắt khó là mình nghĩ là bạn này sẽ té nha mọi người ơi. Rồi đây các bạn ơi, cái mắt này nè mọi người. Ui cái mắt này mình sẽ quét nhảy qua nè. Rồi bạn kia té chưa, té chưa? Ui hình như là chưa té. Ui ok, alo. Ok rồi, lên. Ây ui, bằng mình luôn kìa. Ơi đùa, bằng mình luôn kìa mọi người. Sát ngay lưng mình luôn kìa bạn. Ui ghê thật sự đấy, kinh thật sự đấy các bạn ơi. Rồi qua đây bạn, ok lên đây. Rồi chúng ta sẽ đi bên này nha mọi người. Bên đây, ở đâu? Ui bằng mình kia, không phải, hình như bạn ấy bị rớt hay sao á. Ui đúng rồi mọi người, hình như bạn ấy bị rớt rồi các bạn ơi. Yeah, thế là mình hoàn thành rồi nha các bạn ơi. Thế là mình vừa đích trước rồi nha mọi người. Rồi, ha ha. Trời ơi, tưởng gì. Rồi, thế là mình hoàn thành rồi nha mọi người. Mình không lấy hạng nha mọi người ơi, mình chỉ đứng vậy thôi. Mà mình công nhận bạn kia cũng nhảy hay thế nhờ. Ô cái gì đây, cha nội kia nhảy ghê thế hả? Ghê chưa? Thế là mình sẽ hỏi mọi người là biết tôi là ai không? Ở cái gì đây? Ai ạ? Tôi là... Holopilo! Là sếp mận các bạn ơi. Trời ơi, mình ghi sếp mận thử không biết cái bạn này biết không nè. Cho nó hơi bị... Ở cái gì? Đâu? Ở đây thôi, đứng ở cái gì để phá kẻ. Trời ơi, tên giống sếp mận thế mà. Ở cái gì đây? Sếp mận làm gì nhảy ghê vậy á? Đó được. Dạ. Chẳng qua là sếp mận thôi, đây là dấu nghề thôi. Trời ơi, làm sao mà cái gì cho kết bạn đi hả? Hồng bé ơi, em không follow anh mà em đòi xin tên tư của anh. Anh không cho đâu. Đấy, kiểu thế mà xin kết bạn. Ủa cái gì đây? Gì ban vậy đây? Mình để ban nữa. Nice. Thế là dáng này là mình gặp đồ đệ của mình rồi các bạn ơi. Ủa mà ba tôi đâu có nhận đồ đệ đâu ta. Thế thôi bạn, nhưng mà hình như là bạn đệ này hình như không có nhận ra mình là ba, mà nhận ra mình là sếp mận pha ke. Hào anh. Ai cha cha, quán tiếp theo bạn ơi. Ui rồi, thế nói chung là quán vừa rồi, nói chung là gặp rất chi là nhiều luôn các bạn, rất chi là nhiều cái hiện tượng lạ nó xảy ra các bạn ơi. Wow, nói chung phản ứng của các bạn này nói chung là cũng quá chi là hào hán các bạn. Wow. Ok, hiện tại là ban tôi là đang dẫn đầu rồi mọi người. Ui, nhưng mà bạn phía sau này là cũng không có kinh gì đâu nha, cũng đang sát ngay mình luôn nè các bạn ơi. Ui ghê thật sự. Ai cha cha, đúng là để ban cái khác nha. Bé chắc cái mình không sợ mình nhảy thua bạn này luôn á bạn ơi.
mình nhảy vậy thôi chứ thiệt ra là mình chẳng qua là mình chắc là nhảy vô ba xếp mận. Rồi qua đây, ui ghê, đuổi sát mình luôn rồi mọi người, kinh nhảy. A cha cha, sắp về đích rồi các bạn ơi. À ok, thế là sắp về đích rồi các bạn ơi. Rồi 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 rồi, chuẩn bị các bạn, chuẩn bị về đích rồi mọi người. Ok, nhảy lên. Ui cái gì đây, trời ơi, gần tới nơi rồi mà. Còn đúng cái nịt rồi. Chẳng qua là ban to là như thôi. Mà phải đó là té thiệt các bạn ơi. Cái gì đây, nhảy ghê vậy á. Nhảy ghê hả? Ờ, đừng có hỏi ai. Ai nhảy ghê vậy? Ông á. Ờ, ông nào? Ông nào cơ? Ờ, từ, ông nào? Ông nào nhờ? Ông nào mà nhảy ghê thế nhờ? À, gì là ông sếp mở mà. Ôi, nó cẩn. Trời ơi, chẳng qua là trời ơi, thế là ông sếp mạnh là ở cái gì đấy, hay ông này là ban ta hả? Mà công nhận là tại sao lại phát hiện ra mình nhờ ui mà nó cái gì đây, cái gì đây hạng một nhìn giống ban vậy hả? Ủa mình đây mà. Mình chưa lấy hạng một mà. Ủa alo, ai vậy? Để thôi á, nói thật á, nhìn giống ban thôi chứ không phải là ban đấy các bạn ơi. Chứ hạng một là ban nhé mọi người. Thôi toàn là mọi người ạ. Và, nhưng mà mình là tôi là đệ ban thôi, trời ơi, biết rồi, trời trời quá cái đệ ban mà. Rồi tiếp tục các bạn ơi. Ai cha cha, ui gặp cái mát đầu tiên là cái mát này rồi. Cái mát này là đi nó hơi bị nhức đầu luôn, hơi bị chóng mặt nha các bạn. Không biết các bạn có ghét cái mát này không nữa. Mà các bạn đã đi leo tháp vô cực bao nhiêu điểm rồi nhờ? Mình nghĩ là các bạn đang xem kênh mình là ít nhất cũng phải là từ 500 điểm trở lên rồi đấy. Ok các bạn. Trời ơi, ủa cái gì đây, cái gì đây? Rồi sắp lên cầu thang rồi đó bạn ơi, lên sợ tiếp màu đỏ rồi. Không biết sếp mẩm của tôi có lên được không đây, có hoàn thành được không đây các bạn ơi. Ok bạn, rồi qua đây rồi mình sẽ đi đường tắt cái đoạn này nha mọi người. Nói chung là mình nghĩ dạo này nói chung là mắt nào mình nghĩ là cũng có đường tắt các bạn. Mọi người biết cái mắt nào mà không có có chứ không mà mọi người biết cái mắt nào mà nó không có đường tắt không, mọi người bình luận phía dưới cho mình nha. Ok, nói thế luôn. Rồi, nhéo đây bạn. Đấy, ngồi đây. Rồi, nói chung mình thấy hiện tại mình thấy mắt nào nó cũng có đường tắt nhờ. Ừ, cũng đúng các bạn ơi, cũng hợp lý. Rồi, gần tới nơi các bạn ơi, sắp hàng một là của sếp ban của tôi. Ok, kiểu như thế mọi người. Rồi, nhảy đây. Đó, trời ơi. Rồi chuẩn bị mọi người, mình sẽ dùng mẹo nè. Đó, nhảy đây. Rồi, mình đi thẳng lên. Rồi, thế là ban sếp của tôi là được hàng một rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ chuyển qua chơi nha mọi người ơi. Rồi có cái map được băng nè mọi người. Ui chụp cái gì đấy, ấy cha cha hơi trơn mọi người. Ui hên quá các bạn, tí nữa là xém là té nha mọi người. Ui rồi đi đường tắt luôn qua đây. Ủa mà mọi người đã hết trơn rồi. Ui chẳng lẽ đi trước hơi mình rồi hả? Tại sao vậy? Rồi qua đây bạn ơi. Ui qua được đường tắt rồi mọi người, thì mình nghĩ là đi đường tắt nó sẽ nhanh hơn, nhưng mà nó sẽ rất là khó cho những bạn mà lần chưa đi đường tắt không quen á. Mình đi quen rồi nên có thể là đi được các bạn ơi. Nói chung mà cũng khó khăn lắm. Rồi sắp hoàn thành rồi mọi người. Ủa cái gì đấy, rồi thế là chuẩn bị hạng một các bạn ơi. Trời ơi, hạng một của tôi đây rồi các bạn ơi. Trời ơi, nhanh lên nào, không thôi là kéo là toan các bạn ơi. Ấy nhưng mà các bạn đi chưa quay luôn hả? Ui thế là bạn, ui hạng một rồi mọi người. Trời ơi, đấy sếp mạnh của tôi là phải hạng một thế này mới đúng là sếp mạnh nha mọi người ơi. Cha, tới cái mắt cầu kính này rồi, chào mọi người nhớ. Trời ơi, cái mắt cầu kính này là sếp mạnh là hay chơi hay lắm nha. Bây giờ mình cố gắng lấy hạng một và không làm anh sếp mạnh là thất vọng nha mọi người. Ok, ui tính ra bạn Nhi gì đây này, bạn yêu bánh bèo gì đây, Nhi dân, ui trời ơi, Nhi dân hồ té rồi mọi người. Trời ơi, bây giờ tới ban của tôi sẽ thể hiện nha mọi người, đấy không làm sếp của tôi là phát vọng nha mọi người. Ok rồi qua đây luôn, rồi đi luôn. Ủa cha, mình vừa gọi cho anh sếp mận là anh sếp mận ơi,
gặp cái mát này là giờ tính sao, là ảnh kêu là thì tròn đi em ơi. Ok, thì cái mát này mình sẽ trộn cái gì đấy, mới vô là cái gì đấy, mới vô ui rồi cái gì mới vô là đã bị nhầm đường rồi, thôi xong rồi, không biết có trộn được không đây. Ở từ đi cùng đất. Ê từ từ lộn được chỗ, cái con này bị lừa mình rồi, trời ơi, thế là mình bị trộn rồi mọi người, dính quẻ trộn của bạn ấy rồi, cày té nhà đường trên. Rồi đường trên đó bạn ơi, trời ơi, rồi qua đây xuống lên, ý, ok lên, rồi đừng giữ, quẹo, ủa bị lưỡi, tôi xong bị kẹt thiệt rồi. Ok rồi từ khúc này mình sẽ đo này, trốn, ê, nè, à thế là các bạn này là sắp toan rồi, sắp bị, ủa alo, chửi mình, tại sao lại chửi anh xem mộng, anh xem mộng là hay chơi dở lắm, anh xem mộng là kêu mình như thế này này, ui cái gì đấy, bình tĩnh gần hết thời gian là xếp mộng của tôi đây là sẽ cho đi cho, trời ơi, ủa mấy đi kia đi đâu rồi, cái gì đấy, gì mà ghê gớm thế, lời lẽ nặng nề với xếp mộng pha ke của tôi thế, trời ơi, từ ui nó đẩy mình kìa, ui đẩy mình kìa, ui thôi chắc mình phải đi với mọi người không thôi là bị chửi. Ok nha, bây giờ còn 45 giây là về được về đích được rồi đấy. Ui ok bạn. Rồi đi đường giữa. Ui tôi sống nhầm. Ê kia đừng để ê. Ủa. Ảo thật đấy. Ôi mấy bạn đẩy mình ghê thật sự. Ui ở đường giữa ẻ không một. Nice. Hay thì thế là ngày hôm nay là mình vừa sang cái kia, trời ơi giải sắp mặn chơi cũng khá là hay ho các bạn ơi. Ok thôi các bạn, thời gian clip mình cũng tới đây thôi mọi người. Thì mọi người thấy clip này như thế nào thì mọi người đừng quên bình luận phía dưới cho mình nhé. Ok thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn lần đầu tiên đến với kênh thì các bạn đừng quên để lại cho ban tôi một đăng ký kênh nhé các bạn ơi. Và đừng quên quả chuông nữa các bạn. Cảm ơn rất là nhiều. Hay hẹn gặp lại mọi người ở những cái clip tiếp theo nha. Bye bye.